Lâm Vĩ Dạ hé lộ được người yêu cũ anh Đức mừng cưới chỉ 200.000 đồng. Lâm Vĩ Dạ tố anh Đức keo kiệt chỉ mừng cưới cô 200.000 đồng khi vô tình chạm trán trong game show Đấu Trường Âm Nhạc. Nữ diễn viên còn khuyên tình cũ nên phẫu thuật thẩm mỹ nếu muốn làm ca sĩ. Trong tập 2 Đấu Trường Âm Nhạc, Lâm Vĩ Dạ đã hội ngộ tình cũ anh Đức và Phương Trinh Jolie khi cùng đảm nhận vai trò thủ lĩnh. Từ phút đầu chạm mặt, Lâm Vĩ Dạ đã tỏ ra không vui và liên tục chặt chém tình cũ. Khi anh Đức chia sẻ trình độ âm nhạc hiện tại đi lên nên thường tham gia các chương trình âm nhạc, nữ nghệ sĩ tỏ ra đồng tình. Diễn bắt đầu nó xuống rồi, giờ nhạc hát lên, mà bây giờ mình làm ca sĩ rồi, sao mình không đầu tư tiền làm mặt đi, ca sĩ gì vừa lùn vừa mặt mụn. Trước lời khuyên của Lâm Vĩ Dạ, Will nhanh chóng xác nhận anh Đức đã đi lăng kim nhiều lần. Phương Trinh Jolie còn tiết lộ năm diễn viên làm đẹp cùng chỗ với mình nhưng vẫn chưa điều trị xong. Khác với đồng nghiệp, Diễm My lại khuyên anh Đức nên đầu tư tiền kéo dài chân để cao lên 1m8. Theo Lâm Vĩ Dạ, ca sĩ phải đẹp và hát hay, tuy nhiên cô quên mất thủ lĩnh thì có quyền xấu mặt mụn và lùn. Cô không quên tiết lộ lý do liên tục chặt chém tình cũ, tại vì mình vẫn còn mối hận với anh Đức. Ngày xưa lúc chia tay rồi thì vẫn làm bạn, vì vậy đám cưới mình vẫn mời. Nỗi lòng nào người yêu cũ mà đi đám cưới có 200.000, quen 1 năm trời đám cưới đi có 200.000. Anh Đức liền phản bác cho rằng Lâm Vĩ Dạ giận chuyện vì hôm đó anh không đi, anh nói thêm không đi nên mừng 200, chứ nếu ăn thì sẽ mừng 250.000. Trước đó tại hậu trường, nam diễn viên cũng gửi lời cảnh báo tới tình cũ. Lâm Vĩ Dạ đợi đấy, bữa nay anh không nhường em nữa đâu. Em lúc nào cũng chọc ghẹo anh hết, nhưng bữa nay hãy đợi đấy, anh Đức sẽ giành chiến thắng. Tập 2 Đấu Trường Âm Nhạc sẽ lên sóng truyền hình Vĩnh Long 1 lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 9 tháng 9 với sự tham gia của các đấu sĩ Huỳnh Quý, Dương Cường, Ogren, Ngọc Thuận, Tia Hải Châu, Đinh Huy, Mi Trần, Thái Bảo Trâm, Huỳnh Trường Thịnh.